giống như cây trong rừng vậy. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên nhờ chúng ta làm hiền lành, làm là hiền hoài ắt phải thiên mộ. Mình phải tụng, phải đẻo, phải bào cho mình tốt đẹp lên. Vì vậy cho nên nếu như hôm nay mình mà không sửa mình thì xin tôi đọc đạo là Phật bất cứu. Bởi vì mình coi đòi phải thân mình tự kỷ, chẳng độ xong và khó giác chịu. Giờ này là mình coi đòi hết đúng không? Ở đâu không biết nha. Chứ hội trường này là tôi hồi đã coi rồi. Coi nhiều lần rồi. Coi hàng trăm lần rồi. Coi hàng nghìn lần rồi. Cho nên cái câu giảng mà coi rồi là mình đã coi rồi. Thì giờ này sao? Thân mình tự trị. Bảy chữ này là mình đã làm được cái đoạn đầu rồi. Mình đã coi rồi. Mình đã coi giảng rồi. Mình đã nghe thuyết trình rồi. Cho nên nói là hiểu liền. Thấy không? Nói là hiểu liền. Làm sao nó lại? Nó nói là hiểu liền. Hiểu luôn chứ ta muốn nói gì luôn. Vì vậy đã coi rồi thì giờ này mình trị mình. Nếu mà tôi bả bị mà mình không trị được mình Phật không dắt mình đồng đạo ơi. Bởi vì mình trị mình không được thì Phật gặp mình Phật cũng lắc đầu luôn. Phật bất cứu vì tâm còn ác, sao Phật cứu chúng ta được. Cho nên tôi nhớ đến hai cái tảng đá. Lúc bây giờ thì một cái tảng đá nó than đó, thì nó thấy nó xấu hổ. Nó mới than cái tảng đá tự Phật. Bởi vì hai tảng đá này lúc xưa là ở một nơi. Cho nên lúc bây giờ thì ông chủ ông mới là đem cái tảng đá về. Một cái thì ông làm tượng Phật, một cái ông làm nắp thang, cái nắp nắp thân bực để lên nhà. Cho nên một bữa nọ thì cái tảng đá nắp thang nó nói: thật sự anh sung sướng quá, ngày nào anh cũng được mọi người đến là cúng anh nè, cúng lại anh nè, trân trọng anh nè, mặc đồ đẹp cho anh nè, rồi là phải nói rõ là xịt là nước hoa đồ thơm nè, đẹp đẽ quá. Còn tôi thì tôi tủ thân, lúc nào bị người ta chà đạp hết anh ơi. Cái anh bạn đá tượng Phật anh nói: hãy vậy là anh quên rồi, anh nhớ không, tụi mình mà ngày xưa ở trong cái trong đá trong núi, khi ông chủ ông đụng ông khuân lên xe ông chở mình về đây, khi chở về ông trẻ làm hai, ông để tôi một bên, anh một bên, anh thì ông chỉ đẻo hai ba đứa ông để nó làm nó tham đi, còn tôi thì anh biết đó, ông trẻ nhỏ, ông trẻ nhỏ rồi ông đụng ổng đẻo ổng đủ chi tiết cho ổng làm tôi vậy là mấy năm đó, còn anh này đồ đẻo có ba đứa, cho nên tôi cực khổ dữ lắm, tôi chịu đựng dữ lắm, bây giờ tôi mới được mọi người kính trọng tôn thờ, còn anh hồi xưa đẻo ba đứa phải ngang đó thì đã đâu cực khổ gì đâu, cho nên thì cha đà mà phải không đâu. Về vậy thì thấy không, ở trên thế gian này nếu là một diễn nhân là một nhân tài thì đâu phải cái nhân tài nó không có đồng đó. Quý vị còn nhớ ngày xưa không? Khi mà một cái vị mà Trạng Nguyên thám qua bản nhãn mà gọi là vinh quy bái tổ, thì cái vị này phải là cái người học hành, phải thúc liễm, phải thúc khuya dậy sớm, phải tu thân và sửa mình, rồi thi cử đậu được vua phong đó, rồi ban thưởng mới người vinh quy bái tổ. Một là một xã như vậy có một người hay người đồng đó, rồi ngày giờ này cũng vậy, chúng ta phải giữ quả sửa vô trong làng xã của mình. Thì giàu học cũng rất là nhiều, nhưng mà thường là giỏi những cái người phát danh, chỉ có một hai người thôi. Cho nên thế gian này mà nếu nó một diễn nhân đó, thì một người này phải đánh đổi cái giá rất là lớn. Làm đạo thấy đức Phật của mình không? Hắn nói gọi đức Phật của mình là phải có một cái người đánh đổi lắm. Cả đền vàng điện ngọc bỏ hết, vợ đẹp con cưng bỏ hết. Một người là đông cung thế tử rất là giàu có đầy đủ đồng đạo, kẻ hầu người hạ đủ thứ hết, mà đùng một cái giác ngộ một cái nó bỏ hết trơn, bỏ hết trơn những cái là phải nói rõ là vương giả, để rồi mặc chiếc áo nhà tu đi thông thỏng vào rừng, ăn cũng không có ăn, uống không có uống, cũng không có chỗ ngủ luôn đồng đạo, ngủ gốc cây ở gốc cây không có chỗ mưa đó, mà đi tầm sư học đạo như vậy là 5 năm đồng đạo là vương được thôi đó. Rồi sau đó rồi mọi người tu khổ hạnh ở đạo đi liên thiện, hàng ngày ăn vài hàng bè để sống, tối hết vài hôm xương rồi cực khổ như vậy mới được mọi người tôn thờ, cực khổ như vậy mới được đạt đạo. Vì vậy nên những cái gương này để đồng đạo chúng ta phải cố gắng học tập, rồi đồng đạo thấy không, tổ tổ tương truyền cũng vậy, con tổ nào mà sung sướng nó chỉ dùm con đồng đạo, xa thì mình không không biết, nhưng mà đạt đạo tổ sư phải không, trong quá trình tu tập mà muốn truyền đạo đó, từ Ấn Độ rồi mang cái lao qua bên Trung Hoa truyền đạo, gặp cái thời kỳ chưa tới, cho nên gặp Lương Bỏ Đế, cái người này không có tu tâm, do đó cái không hợp rồi, cho nên ông mới rút về Bú Tung Sơn.
vào chùa Thế Âm Tự, ngồi đó cũ niên gì đấy, 9 năm xây mặt ở bách tường để ngồi thiền định, cực khổ lắm. Đáng đợi, đợi thờ cơ đến gặp vị tổ Huệ Khả để tức là thần quan để cầu đạo. Mời chị đi Tân An không? Rồi đồng đạo với Huệ Khả. Mời đi Tân An à? Toàn nói Huệ Khả cực khổ nữa. Ở đây đồng đạo rất là Phú Long mà. Từ lúc bây giờ mà giả gạo tâm là bữa phiếu mà hàng ngày giá gạo bữa ngủ cực khổ lắm. Rồi khi mà được chứng thánh quả rồi, được tổ thì ghi bác tượng đâu sung sướng. Tới tổ thì ghi bác cũng cực khổ hơn nữa. Nửa đêm như vậy ông thầy lén lén đưa qua sống. Hồi lúc con mê á thì em nhớ là mới 18 mà giờ này con ngộ thì con tử tội. Cho nên đi lánh nạn, đi địa nạn về hướng nam, trốn trên dưới 17 năm đã là cái người đã chứng được thánh quả rồi, đạo là lúc tôi đắc đạo rồi đó. Được truyền nghi bác tạo đó, tức là lúc giờ đạt cái chỗ tâm không đó. Chị giữ không? Nhưng mà tâm không thì tâm không, chứ cái tướng nó còn khổ. Còn phải chịu sự vài vò là 17 năm, hàng ngày sống với thợ săn, rất là cực khổ. Cho nên lúc bây giờ đồng đạo thấy muốn kêu được đạo rất là khó. Chứ không phải giờ này chúng ta tu hành mà sung sướng đồng đạo à. Vì vậy cho nên quý vị biết rằng cái khái niệm tu thân này thì mình phải tu sửa cho bản thân mình. Nếu đồng đạo nào tu hành mà chúng ta còn ngại cực, còn ngại khổ đó, thì chúng ta không có đắc đạo nữa. Mình cứ khẳng định không đắc đạo. Ngày giờ này tôi bảo vệ như tôi đó. Nhiều khi là mình đọc lại kinh sách các vị tổ, những cái vị huyền giáo lỗi lạc đó, thì mình nhớ là chàng của mình bây giờ mình chỉ có một, nhà ông trăm, mình mới có một thôi mà có cực khổ gì đâu mà phá. Nhiều khi vui vui cởi được đạo nghe để chia sẻ một chút gì mà sao không có thật sự không có gì cả. Nếu mà so với các vị trước đây là tôi không có gì là cả. Vì vậy cho nên đạo thấy ngày xưa mà ta muốn cầu pháp, ta phải là đơn giản. Còn giờ này đối với mình sống trong thời kỳ này là thời kỳ phải nói rõ là thời kỳ đại ứng xá. Cho nên pháp thầy có sẵn hết, chỉ cần chúng ta ngồi nghe để chúng ta học, để chúng ta tu rồi đạo à. Đó là những cái khái niệm căn bản đó. Hôm nay muốn tu thân là phải như vậy đó. Đồng đạo đang ngồi đây là chúng ta đang tu thân nè. Mình nói rõ ra ngồi đây đang tu thân gì đó đồng đạo. Bởi lúc bây giờ thân mình đang tỉnh tọa ngồi nghe lời dạy đức thầy, mà chúng tôi là những người nhắc lời đức thầy để cho đồng đạo chúng ta nghe, để chúng ta thấu, để chúng ta tu hành cho mình. Người đang đang tu thân nè. Bởi vì quá trình ngồi đấy, một điều mà tôi đảm bảo được là thân chúng ta không có làm á. Điều thứ hai là thân miệng chúng ta cũng không hát, mà mẹ có chuyện cho mình hát, mà trong tâm chúng ta cũng không hát được luôn. Bởi trong tâm chúng ta cũng không hát được luôn. Nếu nó đúng thì có tay, nó không hát được luôn. Đừng quay áo vàng hết, lúc lúc trước nè. Nó không hát được luôn. Cho nên là đạo tâm là nó không hiểu, không biết gì khác nữa. Đây nè, quay áo vàng hết. Sao hết hạn gì ở bên kia tiền tiền chỉ cho chuyện các bạn. Cái hỏi thì mình nhớ rồi, mình nhớ để mình tâm cái chuyện. Tôi nhớ là có hai cái câu chuyện để mình đã nghe là cái đi bà và cái câu chuyện sáng mười bốn bữa sáng mười bốn có thằng thợ đi lâu nè, tôi chỉ phút là để có một cái chỗ bây giờ tôi đi ra thử sáng năm cái mười ba đó thì tôi chỉ để cái phương mà mình chỉ để mình cái đó thì lúc bây giờ đến đó thì hậu sự cũng đó nè đó. Nhưng mà bà con tôi mấy cả ngồi để tôi thấy thì mình nghĩ họ đưa cái câu tôi nói chuyện cái câu mà nói chuyện với chỗ của cô mẹ la tôi cái điều đó la tôi nghe đó la tôi cô đây cho nên nhờ cô này có hát tới giờ thì giả mà nói chuyện hoài à tiếng đi cho nghe ta nghe không nghe để ta nghe mình nghe cô đó nói mình giống như mình thấy là thú nhận rất tức nói mà tôi nghe tôi cũng thấy tôi cười lắm á cho nên cuối cùng mình nhờ cái tiếng đó. Cái từ đó sau bên cái nhóm bên nhà lá ông kia không còn nói chuyện nữa. Thế nên tôi nói chờ tôi cảm ơn cái nhóm nhà lá cái cô đó nha. Cái cô đó có một cái phải nói rõ là một cái khí chí. Cho nên cổ giận mà cổ la, nhờ cổ la như vậy mà cái buổi thuyết giảng thành công. Không ai nói chuyện đâu. Rồi cái ngày sáng, sáng 14 rồi đó, bữa đó có 6 người dự nè. Thì cho nên khi mà ăn cơm á, thì có cái con này cũng mạnh tình huống lớn của giáo hội mình đó. Không biết sao còn dễ hơn cái cô mà đeo vàng nhiều lắm á. Đeo vàng mà miếng vàng theo tôi nói nó là sao nhớ không? Bữa đó có Dung nó đòi thấy đó. Miếng vàng đeo mà nhìn thấy cổ sang trọng lắm. Thời buổi này mà đeo vàng một miếng cả này nó thấy lớn cái này. Cô hình Dung tao biết à. Cái cổ mít mến mình lắm. Gặp mình ăn cơm cái đâu ngồi đối diện đi. Sau lưng nè, có qua đấy chú Tâm ơi. Gặp chú Tâm mừng quá.
Bữa nay là nó thật sự là cô cũng bận lắm đó mẹ, chứ tâm thiết là cô quyết định ở đây đi dự đó. Bây giờ với Tâm nhắn với Tâm hai điều, với Tâm nhớ nói giùm tôi. Tại vì tôi nói thì Tâm mới nghe, mà chỉ Tâm nói người ta nghe. Tôi nói sao cô nói đi cô, nếu tiện thì con nói cho. Mai mốt lên diễn đàn với Tâm nhớ nhắc đồng đạo mình hai việc. Một việc là đồng đạo giữ thuyết giảng, đừng có nói chuyện. Nếu mà chúng ta nói chuyện là bị trừ đó, trừ đi công đức. Bởi vì ngồi nói chuyện, ngồi giữ thuyết giảng mà cứ nói chuyện hoài, chứ lại đem những cái định nói hoài thì ở nhà đi đừng là đó. Nói chuyện vậy là cái công đức nó bị giảm. Cho nên con nói tôi nói dữ lắm mà tao không nghe, mà chỉ Tâm nói cho thằng nghe, nhớ nha. Và cái thứ hai đó, nhắc bà con cái chai nước ở trên bàn đó, của người nào uống hết dùm, đừng có bỏ lại. Cho nên hai cái chuyện tôi nhớ của đó là sáu tiếng câu đó nha. Đó, câu đó là cô nhắc ra, tôi nói già con nhớ rồi con. Cho nên ngày qua đi thuyết giảng cũng nhắc cái chuyện đó. Mà thật sự là thấy là tích cực rồi nè. Vì thấy không, như ban thì sự người ta phải nói rõ là người ta tổ chức rất là cực khổ. Mà giờ này mình tới đây mình không giữ cái giả mà mình lúc nào con cũng đi trễ, con có được đi sớm đâu. Vô đây mà bạc đâu không nữa. Gửi 10 ngàn đó chị á, đúng cách cái vậy. Nó không học rồi rễ thì sao rồi, tội nghiệp mà chứ tôi đâu có sao rồi. Tới tôi quen rồi. Đạo đạo mà nói lớn, tôi nói lớn, đạo đạo nữa. Để tôi có này nè. Thấy không, mình có vũ khí mà, có phương tiện không có sợ đâu. Ai mở tiếng liền à. Nhưng mà nói cho vui thôi, cho thật chắc ra thì như vậy nó ủ trong đạo, ủ nó. Vì vậy cho nên đó là tu thân đó. Nó không cách nôm na mà giữ thế giảng ngồi mà không có nghe đó, mà cứ xì xù nói qua nói lại với nhau là chúng ta chưa tu tâm. Bởi vì đáng lẽ giữ thế giảng là làm thinh đó. Bởi vì cái buổi này mùa nên tôi nói à, mà nếu vì nói tôi nhường cho vị nói, muốn nói thì nói là tôi nhường cho, đâu có gì đâu đồng bảo, phải không? Cho nên mình nói chuyện đơn giản nhất thôi đồng bảo. Đây là cái điều hết sức là lịch sử ở trong cái cuộc sống chúng ta. Dạ, cảm ơn chị Bảy. Vì vậy cho nên giờ này quý vị thấy rõ từ cái chuyện đơn giản này mà tôi cảm nhận là nên là đó. Ở đây quý vị thấy có những cái điểm thuyết giảng mình làm việc ở phía dưới đó, không đông người lắm đâu. Tôi nhớ lúc 2 giờ ngày qua đó, khi mình ghé ở Tân Hương Tự mình thuyết cái đề chính mạng đó, thật sự mình thương cái cô đó lắm. Kêu đề 100 người, nhưng mà cái cô đó ngồi nghe đạo là thật sự là tôi nể luôn đó. Ngồi phăng phắc đó, không có nói chuyện của nào đó, mà nghe cô bác kể đó nghe. Biết cô đó hồi đó giờ đó thì dự thuyết giảng không phải bình. Ông nào thuyết hay thì cũng nghe, mà thuyết không hay cũng còn nghe. Chỉ có cái điều bữa nào mà chí tâm về đó thì người ta lại đông hơn bình thường thôi, thì nghe cô trưởng ban nói gì đó. Mà thật sự là không có ai nghe nói chuyện hết đâu bạn. Mình cứ thoải mái mình nói hoài mà hết giờ thôi. Mà hết giờ thì nhiều khi người ta không cho mình nghỉ mà. Tức là khi mình nói nhiều đó. Nhưng hôm qua đó thì thật sự những cái đó là tôi rất là trân quý. Còn ở cái vùng mình, nhất là ở vùng Tân Châu, An Phú, Châu Phú, đây với cô dự hàng ngày đó, có những diễn đàn nhìn phải nói là lốt ra mấy trăm người, nhưng mà cũng có diễn đàn rất là ồn đó. Thật sự là tôi cũng rất là bức xúc, nhưng mà thôi mình không nói được, bởi vì anh em với nhau, với con một cha đồng đạo với nhau rồi, lịch sự thì mình cũng cố gắng mà làm cho xong nhiệm vụ. Đồng đạo nghe mình cũng mừng, mà đồng đạo không nghe nói chuyện mình cũng mừng, không có gì cả. Đối với mình không có gì cả đồng đạo, nhưng mà cái ảnh hưởng là cái cá nhân của mình khi mình làm hỗ trợ. Thôi tôi làm tròn rồi, tôi đầu tư rất là kỹ bài thuyết giảng của mình. Đối với tôi là tôi không có sợ đâu. Nhưng mà quý vị thì chúng ta cũng phải thế nào đó để thể hiện cho nó đúng, thì đó cũng là một trong vấn đề tu thân. Như vậy thì liên quan cái chuyện thời sự một chút, để chúng ta luôn tiện nhắc nhở với nhau một số vấn đề. Mà cái này phải là tôi nói nha, tôi nhắc dùm á. Bởi vì cái cô kia kêu tôi nói dùm, mà tôi không nói là tôi có hứa đâu. Mình kẹt là hứa, mà không nói thì đâu có được, phải không? Chứ không phải là tôi nói cái gì nghe này, tôi nói dùng người ta thôi, cái tôi thì sao không được hết. Vì vậy cho nên giờ này hiểu điều đó. Cho nên trở lại vấn đề tu thân mà thầy dạy, thì đồng đạo chúng ta cứ đẻo mình đi, đừng có đẻo người kế bên. Không, đồng đạo mình xem mình trước đi, mình coi mình như thế nào. Cho nên giờ này nếu thân mình mà nó còn cái gì hành động nó không đúng, nó phạm vào cái hành vi mà phạm vào đạo đức đó, về nhân phẩm của con người, thì chúng ta nên bỏ. Mà đại để thầy dạy chúng ta là gồm nó sát sanh tạo phật và dâm. Một người mà còn phạm vào ba cái này rồi, đồng đạo thấy không, họ đâu có là một con người quy quẹn đâu. Một người mà phạm vào sát sanh tạo phật và dâm mà họ mất cái phần người, đồng đạo quý vị mà phạm cái này rồi, đảm bảo đồng đạo ở kiếp đây sinh á, chúng ta sẽ mang lông mọi sừng đó đồng đạo à. Chứ đừng có nói làm người, bởi vì một đời sống con người mà đồng đạo phạm ba cái này là mình đâu còn có con người nữa.
Lần đầu thấy không, những cái con vọt xung quanh của mình, nhất là con trâu, con bò, nó là cái gì? Kiếp trước là gì? Kiếp trước là những con người có phạm đạo Phật, có làm những con vật đó. Rồi luôn cái con chó ở nhà cũng vậy. Theo tôi đọc sách có một cái mẫu chuyện kể đó, ở tiền kiếp có một vị này đó là phạm một tội tài dâm, cho nên chính vì vậy cái hậu tương lai sau này đó là thành một con chó để trả lại cái nghiệp mà mình đã phạm trong tiền kiếp còn đó. Cho nên tất cả những cái gì đó chúng ta phải đó là chi phối các tất cả các loài vật mà sinh trong cõi đời này, một phần là ở các loài dưới nó tiến hóa trở lên, và một phần còn lại là do con người mà phạm vào sát sanh đạo tặc tài dâm. Mình giết nó thì mai kia mốt nọ mình thành nó thành mình để nó giết mình mới được. Đồng đạo còn nhớ lại cái trường hợp của vua Lương Bộ Đế không? Lương Bộ Đế giết con khỉ thì con khỉ nó phải thành người và thành một con người ở gần nó vua để có cách để giết con vua. Cho nên nó có gì lạ đâu đó. Về vậy cho nên đây là một cái quy luật. Rồi mỗi đồng đạo chúng ta mà nếu mình không tu thân, mình không giữ đến cái miệng, mình mở miệng ra mình phạm cái này, mình phạm cái kia, mình phạm cái nọ, thì coi chừng ở kiếp tái sinh á, cái miệng chúng ta thì to, cái cổ chúng ta thì nhỏ, cái bụng chúng ta thì lớn, ăn không được mình đọc. Là con nào quỷ đúng không? Ăn được là. Cho nên đây là cái định luật nhân quả nó chiếu rất là nó. Vì vậy cho nên một cái người mà nếu mà chúng ta không cẩn ngôn cẩn hạnh thì lúc bây giờ tương lai chúng ta khổ lắm. Cho nên hôm nay chúng ta tu thân là chúng ta sửa mình để chúng ta được trọn vẹn, giữ được cái thân người của chúng ta. Vì vậy Đức Phật mới dạy á, nếu như một con người sống trong cõi đời này mà không phạm vào sát sanh đạo tặc tà dâm, không uống rượu, không phụ nữ, thì con này, con người này sẽ giữ nguyên kiếp con người, tức là người thành người. Nếu như mà chúng ta không phạm, người thành người, mà chúng ta không phạm, mà chúng ta có làm phước, thì người thành tiên về cõi trời. Mà chúng ta có tu trở về nội tâm thì người thành Phật, người về có Phật, người thành A-la-hán, người thành Bồ-Tát. Nhưng mà cái cơ bản đầu tiên thì con người này phải không phạm vào ngũ giới. Mà Đức Thầy cũng dạy là tam quy ngũ giới là nhập dịch theo đó. Cho nên cái vấn đề tu thân và giới luật thì hai vấn đề này nó chặt chẽ với nhau cái cuộc sống. Rồi nếu như một con người mà phạm vào ý nghĩa trong nội tâm, chúng ta còn tham lam sân độ cái si, mình mê si, mình sân si, mình ham muốn nhiều quá, thì kiếp đại sinh chúng ta nhất định chúng ta đọ vào tam ác đạo. Mà cái hội nặng nhất là chúng ta đọ vào địa ngục đồng đạo. Cho nên hôm nay đây là những cái vấn đề mà mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng, mình phải giữ mình bằng cách là chúng ta tu thân. Vì vậy Đức Thầy có giải rất rõ, Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là mau thức tỉnh tu thân kém trễ, đến gọi rồi nó hối muộn màng. Cho nên đồng đạo, hay hoặc là Đức Thầy cho biết rất rõ, người ơi thức tỉnh, lánh nạn, tu thân. Đức Thầy có căn dặn chúng ta rất rõ, mình muốn lắm cái tai nạn, người ơi thức tỉnh nó nào tu thân. Đức Thầy kêu mình thức tỉnh đi, muốn lắm cái tai nạn tôi nói nãy giờ đó đồng đạo, đó là tai nạn đó, thì chúng ta phải tu thân đó. Chúng ta đồng đạo, hay hoặc Đức Thầy rất rõ đó, nếu như mà giờ này mình không tu mà mai kêu mất nọ đó, đến cái thời kỳ nó tới rồi chúng ta tu nó trễ rồi nọ nó mượn. Cho nên ngày giờ này đạo đáp tu thân, mà ở đây Thầy dạy là rài đáp tu thân, tức là Đức Thầy dạy cho cô cái giỏi đảm tu thân, thì chúng ta cũng là cái người đã và đang tu thân. Và đồng thời đi đâu có tu thân thì Đức Thầy dạy là lánh bụi hồng. Lánh là xa lắm, bụi hồng là bụi đỏ mà ta, chứ hồng là bụi đỏ. Cho nên Đức Thầy dạy đoạn khác là bụi hồng trần dứt sạch cửa không. Cho nên bụi hồng ở đây cũng như cái bài Đức Thầy cho con năm cò nó gọn gió thì ngôn phốn bụi hồng, lợi danh ngay chữ mắt lờ trống, nương theo đốt huệ tầm chân lý, lóng tiếng chữ cái từ với chuyện chung lòng. Cho nên bụi hồng đây là cái bụi danh lợi, bụi hồng bụi danh lợi đồng đạo. Về vậy mình vừa tu thân tốt thiện thân tâm mình, thì đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta phải lìa danh lợi, mình phải lắm danh lợi là bụi hồng. Còn giờ này mình tu hành, mình có tu thân mà mình còn chạy cái danh lợi, mình để danh lợi mình nó vướng vào cái bạc áo của nhà tu chúng ta, thì không đạt kết quả đâu.
Cho nên là mình dung đi, nếu trên thế gian này một cái người tu mà chúng ta còn nặng danh, còn nặng lợi, còn nặng tình, thì có người nào mà tu hành đắc đạo đâu. Con người chúng ta làm chưa chọn nữa kìa, cái nhân phẩm đạo đức chúng ta làm chưa chọn kìa. Cho nên hôm nay muốn lắp phù hồng thì đồng đạo phải an phận, như thầy dạ đã an phận hơn rồi dám lại tạm. Vì vậy mà cho nên chúng ta sống mình biết an phận, mình giàu có thì mình mừng, mình biết là kiếp trước mình có tu, cho nên mình đã giàu có mình mừng, mình đã có tu rồi, thì kiếp này mình phải san sẻ cho người nghèo để kiếp sau mình giàu hơn nữa. Thôi mình nói dốt dốt gì đi mình đọc. Mà kiếp này mình giàu có mà mình còn muốn thêm nữa, mình thấy chưa đủ rồi, mình còn muốn giàu nữa. Tiền thôi giờ này 200 con nóc rồi mình chưa chịu nữa, rồi 400, 500. Giờ này một cái nhà đúc, hai nhà đúc rồi mình chưa chịu, rồi 5-7 căn nhà. Thì nếu mà chúng ta như vậy là mình vẫn còn vướng phụ hồng. Bởi vì biết sao này được phúc không? Không ngang không đáy càng lập không kiên, đâu có bao giờ mà chúng ta đủ rồi đâu. Chỉ cần chúng ta biết đủ là đủ rồi. Cho nên trong cái bài thi chữ nhạc thì ông Nguyễn Công Chức dạy rất rõ rồi, nếu chúng ta biết đủ là đủ, lợi đủ bao giờ đủ, nếu chúng ta biết nhàn là nhàn, lợi nhàn bao giờ nhàn đồng đạo. Vì vậy nên cái quan trọng ở đây đồng đạo chúng ta phải biết để chúng ta dừng, thì đó là cái trường hợp mà tôi nói cái người giàu có. Còn cái trường hợp thứ hai là cái người nghèo, thì cái người nghèo thì đó chúng ta không có mơ mộng, mình sống làm sao cũng được hết, gọi là an phận thủ thừa. Một chỗ thì thầy dạy là lạc đạo an phận sắp tâm tu tịnh trong đất tu nhi. Một chỗ thì thầy dạy chúng ta rất rõ thà nghèo khăn nhau giàu mà trước lo vui trọc hướng về sau. Cho nên cái mà chúng ta hướng là hướng về sau này, còn hiện tại này là chúng ta trả nợ đời. Mình sinh ra có đời thì mình nghèo thì mình phải ráng mà tu, mình nghèo mình phải ráng làm niệm Phật, không có tiền vào phước thì chúng ta phải đem cái thân này để đổ cái phước mà đọc. Cho nên mình nghèo là mình biết là mình là khổ rồi, kiếp trước không tu rồi, kiếp này chúng ta phải bù đắp cho cái khuyết đó. Rồi giờ này mình lu bu, mình lộn xộn, mình bị tai nạn là mình biết kiếp trước mình cái tâm mình độc địa lắm, mình gieo quả lắm. Cho nên kiếp này mình phải ráng mà tu hành, kiếp này mình phải ráng mà làm lành lắm dữ để chúng ta bù đắp lại cho tiền kiếp chúng ta không có tu. Thì nếu mình nghĩ được như vậy là mình không trả tiếng lỗi. Chứ không phải giờ này mình nghèo, cái bây giờ nghèo à, cho nên lúc bây giờ tính quẩn. Thường là những người mà tính nợ nhiều lắm, cái tâm nó không ổn định được đâu. Cho nên chính vì nghèo quá mà nói năm na liền mạng, nghèo quá biết làm gì, giờ lấy 10.000 đổi 2 tỷ thôi. Cho nên có cái trường hợp đó, sở dĩ mà mình lấy 10.000 đổi 2 tỷ là cái tâm mình nó còn vướng buồn hồng. Còn giờ này không vướng buồn hồng thì thôi, đối với mình của cải gia tài có là cái gì đâu đồng bào, mình phải nhận định điều đó. Bởi vì cuối cùng lại chúng ta cũng nắm tay không mà, đâu đem gì được theo đồng đạo, nhắm mắt cũng nắm hai tay lên thì cuối được đèo non đó. Phải chi mà chúng ta chết mình mà đem ra cái gì được đó thì chúng ta cũng nên cất giữ. Đằng này chúng ta sinh ra là hai bàn tay trắng, chúng ta ra đi thì chúng ta cũng trắng tay, có đem được theo đồng đạo phải không quý vị? Đây là những cái mình cứ suy nghĩ. Mà nếu mà cái người nào mà chết đó, mà vợ con mà thương đó, đem theo vài chỉ vàng đó, đem ra vài triệu bạc, vài trăm triệu, đem ra vài món đồ quý để trong cái hàng đó, là cái đó lại là cái tai hại nữa. Đồng đạo còn nghe những cái vụ án gần đây ở miền Bắc, có một nhóm thanh niên trẻ tuổi là chuyên là hoạt mộ để kiếm đồ quý. Bởi vì ở cái xóm này á, ở một cái nguyên một cái làng đó, người ta mê tín lắm. Cho nên mà khi cái người chết á, người ta để bà ở trong biển rồi đó. Cái người nghèo để cái miếng xíu vàng nào vài phân à, mà cái người giàu đó, con người ta là tỷ phú mà để nguyên cục vàng bo bo để miệng á. Ở đây tôi nghe không biết có không, nghe thật sự là như vậy, vàng bo bo nè. Mà mình đi vô một chung mà bà lớn cũng nhiều lắm hả, cô tiệm vàng bà lớn cỡ nhiều. Ở đây có cô Sáu chủ tiệm vàng cũng biết cỡ lớn nè. Không, người ta giàu không có, mình nghèo để chút xíu à, thấy không? Mà người ta giàu để cô bự nè. Cho nên lúc bây giờ đạo nào cái đó là cái hại. Tôi đọc báo thấy là đạo à. Cho nên có một nhóm thanh niên trẻ tuổi đó, ha, nhóm thanh niên trẻ tuổi đó, thì lúc bây giờ đó chuyên đó là đi là hoạt mộ để lấy vàng, cuối cùng bị công an bắt làm đạo. Cho nên cái con nhớ nha, Sáu nhớ là sao? Trước khi chết chói lại nha, ông bà chói nha, dung nha. Mai mốt mà mẹ có mất không để vàng có biển cái hống, để cho làm từ thiện hết đi, cho người ta hết đi, đừng có để theo, đem ra là quả đó. Nhà thôi chết, còn yên nguyện, bóc mồ lên,
cho nên đồng đạo rỗng đi cuộc đời mình có gì đó đồng đạo, cuối cùng cũng là trở về bàn tay trắng thôi. Như vậy thì mình có hiểu điều đó để chi, để tôi bảo vệ chúng ta lãnh nàng tu thân đồng đạo, thì đó là rài đã tu thân lắm vụ học. Nhưng mà đối với tôi tâm đắc đạo thứ hai đã là lãnh tu, đã là tu thân, đã lắm vụ học rồi. Mà dạ, cái thầy dạ là dạ đừng suy nghĩ chuyện bên bóng, có nghĩa rằng dạ của cô ký giỏi vẫn còn suy nghĩ chuyện bên bóng, đúng không đồng đạo? Có nghĩa là dạ cô ký giỏi vẫn còn suy nghĩ chuyện bên bóng, cho nên thầy mới dạ là dạ đừng suy nghĩ chuyện bên bóng. Chứ nếu như cô ký giỏi mà không suy nghĩ chuyện bên bóng thì thầy đâu có để câu dạ đừng suy nghĩ chuyện bên bóng. Hợp lý à? Rất hợp lý. Như vậy chúng ta đọc lời đức thầy, chúng ta phải suy nghĩ ra chiều. Cho nên giờ này thấy tôi nghĩ chắc là cái tâm của tôi và quý vị cũng giống tâm của kiến. Như vậy thì dạ là lòng, dạ là tâm. Như động khác là dạ là kẻ nhất dạ thường sanh bát kế, để gạt người làm thế cho mình trong cái tâm kệ. Như vậy là dạ là lòng, dạ là tâm, mới hôm nay là như vậy. Cho nên thầy dạy là dạ đừng, bởi vì cô kiến đã rồi. Cho nên thầy dạy đừng, tôi bảo vị đã rồi, nên thầy chứ là đừng. Về vậy dạ đừng suy nghĩ chuyện minh mông. Vậy thì minh mông, mình nói về nghĩa đen, minh mông gọi là minh mông, mà thường cái dùng là trời đất minh mông. Thế từ về về từ nghĩa đen nó còn rộng, minh mông là rộng lớn. Nhưng mà chúng ta đi vào từ hán nôm, từ hán nôm từ minh mông nghĩa là suy nghĩ không thiết thực, suy nghĩ mơ hồ, suy nghĩ những cái việc mà chúng ta không có khả năng, vội động tới mình cũng suy nghĩ. Như vậy thì dạ đừng suy nghĩ chuyện minh mông. Lúc bây giờ cô chỉ giỏi suy nghĩ nhiều quá, đi lên xa quá. Cho nên là đọc thêm cái đoạn sau mà thấy rất rõ rồi. Cô hai cô đã đi về mà sao tâm não nhiều vời ưu tư, làm sao gỡ mối sầu tư cho thầy, cho bạn cũng như cho mình đồng đạo. Quý vị đọc cái đoạn giảng này đồng đạo thấy sáng liền đúng không? Có nghĩa là lớp đức thầy nói thêm đó, cô đã đi về mà sao cô còn nhiều cái tâm sự vậy? Ưu tư là nhiều tâm sự. Ở đây chắc hội trường này quý vị và tôi nhiều tâm sự lắm. Biết là đạo anh có tâm sự không? Ông này chắc không rồi, ông này thành đạo dữ lắm. Ngày nào cũng nhiều thuyết giảng hết trơn, giáo lý viên nào cũng biết hết trơn. Thật sự là tôi bây giờ thua ổng rồi. Tôi có một mình nơi mà lên tôi làm ổng thì giáo lý nào cũng biết đó. Cho nên thật sự ở đây chúng ta phải nhận định đây đó, là mỗi đồng đạo mình nói vậy đó nghe, giả thầy thuộc là đạo hết trơn. Lên diễn đàn nói 2 tiếng, 3 tiếng mới mệt. Chứ thật ra ở trong dạ nó khác cái đồng đạo. Đừng có thấy bề ngoài như phải thì phải gì đâu. Ở trong dạ nó cũng còn lô vô lắm, nó cũng còn lộn xộn lắm. Cho nên ở đây thì tôi chấp nhận rồi, tôi chấp nhận lời thầy dạy cô giống như bà ký. Dạ mình vẫn còn suy nghĩ chuyện đức Phật, mà đức thầy cho biết đây là tất cả ưu tư là nhiều cái sự phiền tối. Cho nên là đạo đọc tiếp rất rõ là cho thầy, cho bạn cũng như cho mình. Như vậy thì cho thầy là gì? Lúc bây giờ tôi biết con lo, bởi lúc này cho thầy đang ở Nhật. Trong giai đoạn 1944 mà cô ký đến năm nước này thì lúc bây giờ cô ký lo lắm. Từ ở lúc bây giờ người Pháp không có làm khó được thầy, từ Bạc Liêu mà về Sài Gòn đoạn biết ngày nay ngày mốt đây và tới mùa Nhật này đối xử với thầy sao đó. Mà nghe cái tình hình thời sự bây giờ nó nóng quá, lúc giờ đang bị Mỹ tế chiến, mà nghe đâu đồng minh của Mỹ sắp sửa là đánh cái Nhật. Lúc đó là chưa bỏ hai cái quả bom nguyên tử ở hai cái thành phố là Hiroshima và Nagasaki. Cho nên lúc bây giờ thì cũng biết cô lo cho thầy lắm, tư tưởng lo gọi là lo xa đồng ạ. Rồi lo cho bạn là chồng, ngày bây giờ mình gọi là chồng, mình gọi là ông, nhưng ngày xưa ta dùng là bạn. Hôm nay đi với bạn thôi là ông đó là chồng đó. Cho nên cái từ bạn là ngày xưa đó, cái cổ văn đó, từ bạn là chồng, bạn là vợ. Giống như tôi, vợ tôi thì đó đi là bạn của tôi, thì nghe tiếng bạn là biết ra đó là vợ mình đó, đó là chồng mình đó, là bạn. Có nghĩa là cô cứ giỏi lo còn ký nữa. Thân là thơ ký số 4 Nam Kỳ, được thốt xói phủ toàn quyền Nam Kỳ đặc cách là phải ngăn chặn cái cao trào quy y của ông Tư Hoàng Hảo là đức thầy chúng ta. Mà lần này không có ngăn chặn được, mà cuối cùng là cả nhà tu đạo Phật giáo Hoàng Hảo trở thành một tín đồ thuần thành của đạo.
mà lúc này là ông cái giỏ là ông niệm Phật không à. Cho nên lúc bây giờ mà kiếm ta lo, bà lo là lo cho cái thế chính trị, bà lo là lo cho người Pháp hoặc là người Nhật làm khó trọng mình. Cho nên đó, cho nên mà Đức Thầy mới dùng cho bạn và cũng như cho mình, mình là lo mình. Mình đến đây thăm Thầy không biết có bị linh kính Thầy giỏ không đó. Khó khăn lắm, ngày xưa mà biết đến ông này là khá một đời khó. Như vậy thì Đức Thầy nói ở cái đoạn này là chúng ta hiểu rồi đó. Cho Thầy, cho bạn cũng như cho mình. Vì mà trên ngày xưa Đức Thầy vậy, Thầy không cho bà Tí lo xa như vậy. Vì vậy nên giờ này cái quan trọng từ đó cái chữ minh mong này. Dạ đừng suy nghĩ chữ minh mong này. Thì thường là tôi gọi điện chúng ta lo xa đó. Mình lo lắm. Ở đây lo trên nhà không biết con bệnh chết làm sao. Ông Sáu, bà Sáu diễn giảng đây biết nhà tiệm vàng ở đây cái đứa nó bán được nhiêu rồi đó. Biết con ở đây cái lúa trong lòng ở đây đó là nó chín hết trơn rồi. Không biết làm sao không đâu. Cái cô nói chàng đó giờ này gần tới giờ cháu nội với học trời không biết cái đứa có lớn đứa không. Thì đó là chuyện minh mong đó. Cho nên hôm nay cái này là những cái mà cản trở trong cái đời tu của mình đó. Phải không quý vị? Chúng ta ngồi đây mà chúng ta hướng ngoại. Giống như cô ký giỏi vậy đó. Đến với thầy rồi mà cứ lo cho thầy, lo cho chồng, lo cho mình hoài thì đó là minh mong. Mà tư tưởng này là thật sự thì tôi cũng lo rồi thôi. Ở đây mình nói thiệt nhau nghe. Có gì xấu xấu mình bạn nhau mình biết mình sửa. Đừng có giấu. Hồi đó mình chưa tu mình giấu cái xấu không. Mà giờ này tu mình khui cái xấu ra. Mình thấy mình là người xấu nè. Mình thấy mình là người xấu thì mình tốt. Và lúc nào thấy mình tốt cái mình không có xấu, không bao giờ mình tốt đâu. Mình ém cái xấu, mình giấu cái xấu là mình không có tốt đâu. Vì vậy nên giờ này đừng có lo nữa. Mà đồng đạo chúng ta lo hành đạo. Đồng đạo chúng ta lo niệm Phật. Cho nên giờ này đến ví dụ bây giờ ở đây mà chúng ta lo cho cái vườn sau hè. Bữa nay chồng mình đi lên thành phố với ông Sáu rồi. Mình lo vậy thì có được không đồng đạo? Giả sử bây giờ có làm sao mình lo hết không? Không. Mình có lo cả nào thì sao cũng là sao thôi. Bình an đó là bình an. Mà tai nạn đó là tai nạn. Có bao giờ đồng đạo lo mà từ cái tai nạn thành bình an không? Không đồng đạo. Cho nên thật sự đối với tôi đó tôi sống an lạc đó. Dù làm giờ này tôi có hai bà mẹ già đó. Một bà mẹ ruột, một bà mẹ vợ. Hai bà mẹ già tôi bệnh rất là nặng đó. Mà nếu mà tôi lo thật sự không làm được, có lúc lo lắm. Có lúc thật sự là tôi rất là buồn. Nhớ đó là phải nói là áo não. Nhưng mà cũng được. Để vui, bỏ hết. Bữa nay tôi giảng là nhớ bà giảng thôi, mọi chuyện khác giảng hết. Bây giờ mình lo mẹ hết bệnh không? Mình lo mẹ mình được sống trăm tuổi không? Mình lo mà không có uống thuốc nữa coi. Còn chết nào nữa mình đó. Vì vậy nên thì chúng ta đừng có lo. Mà cái quan trọng là chúng ta thể hiện bằng hành động. Phải không đạo? Mình phải nhận định điều đó. Chắc cái lo xa của mình nó vô bổ rồi đó. Rồi thêm nữa đi, cái từ minh mông này nó xa lắm. Có những cái nó không thiết thực. Có những cái là chúng ta mới không tới. Mà nhiều khi chúng ta còn lo. Lo cái này, lo cái kia, lo cái nọ. Ngoài cái tầm tay của mình đó. Thì đó gọi là dạ đừng suy nghĩ chuyện minh mông. Như vậy thì giờ này đừng suy nghĩ chuyện minh mông. Chúng ta suy nghĩ cái gì nè? Là mình phải nhận định cái đúng là đâu. Cho nên giờ này một cái mà nó thế vào cái chuyện minh mông này đó. Một cái tư tưởng, một ý niệm mà nó thay thế cái minh mông này đó. Thì đó không phải lục tự trì tâm là phương phép nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Cảm ơn. Vậy thì giờ này đừng có lo nghĩ nữa. Mà chúng ta lo niệm Phật. Chúng ta lo nghĩ lo niệm Phật đi. Biết đâu chúng ta lo niệm Phật có được công đức. Từ công đức đó nó sẽ làm giảm đi những cái tai nạn, những cái rủi ro cho người thân của mình thì sao mà đáp. Tôi nói ví dụ, bây giờ mẹ tôi bệnh rất là nặng. Mà tôi ở nhà lo cho mẹ tôi. Thì mẹ tôi bệnh thôi. Nhưng mà tôi thuyết giảng tôi không ở nhà. Nhưng biết đâu tôi làm nhiệm vụ này nó có được chút công đức. Từ công đức đó ơn trên gia hộ mẹ của mẹ thì sao? Đồng đạo biết không, có lần là thật sự là tôi đã có kinh nghiệm rồi. Tôi nói chung là lúc mẹ tôi bệnh nặng nhất tôi nghĩ thuyết giảng chỉ có 3 lần thôi. Mà nó rất là khó chịu. Ba khó chứ mình đạo biết mời mình đó, được tâm mừng lắm. Mà đổi người khác không có chịu. Người ta bất đức, có người nói với tôi lúc tôi nhớ mẹ tôi nằm ở bệnh, ở Cần Thơ lúc mà đang làm tem. Lúc bây giờ là bác sĩ nói thôi bây giờ chú ơi, để tôi nhờ người đến nuôi mẹ chú. Tôi kêu taxi rước chú đến đây tiếp giảng. Tôi nói cô ơi thông cảm cho con. Cô trưởng ban,
giờ này cũng không có tâm trạng để đi làm cả, không có một cái tâm trạng để làm mà người ta muốn mình đứng cả đó là vô tôi. Cho nên tôi muốn nguyện nguyện thầy tổ, giờ này thật sự là cái giai đoạn này là mình phải tắt tán đồng đạo đang cần mình, cho nên nhờ cho chúng gia hộ cho mình được đủ điều kiện, mà nếu mẹ bệnh mà cao nặng thế này thì mình đâu có giảm được, trong đó lực thì còn dày hết đó, năm ngoái nữa năm rộng cách đây cũng hơn năm, thì thật sự là theo tôi nghĩ là có linh nghiệp rồi, ơn cho các dòm thấy được cái gì đó. Vì vậy cho nên đồng đạo đừng có lo xa, mà đồng đạo lo hành đạo đi, lo niệm Phật đi, nhất định có kỳ tích. Thì khi mình lo niệm Phật mà lo hành đạo đó thì từ đó sẽ có được cái công đức, và cái công đức đó sẽ giúp cho người thân của mình giảm thiểu, ở đây xin nói là giảm nha, chứ không phải là tiêu được, nó giảm. Thay vì cái nghiệp nó nặng, nhưng mà vì có những đứa con, có những người vợ, có những ông chồng nói nên nay bây giờ chồng mình bữa nay cái nghiệp rất là nặng đó, nhưng mà bữa nay đồng đạo giữ thuyết giảng, đồng đạo làm Phật sự, biết đâu từ nghiệp nặng nó thành cái nghiệp nhẹ. Mình phải nhận định điều đó để làm chi, để chúng ta lo hành đạo, đừng có lo xa nữa đồng đạo. Cái chúng tôi nói là nghe hơi chuyện lý đúng không, bởi vì nó thiên về tâm linh, nhưng mà thật chất không chuyện lý đồng đạo. Những đồng đạo nào mà rơi vào cái cảnh mà tôi vừa kể thì đồng đạo sẽ đồng với cái quan điểm của tôi, sẽ đồng cảm với những gì tôi đã nói mà mình đã thực hiện rồi, đã kinh nghiệm rồi trong cuộc đời của mình. Vì vậy cho nên giờ đồng đạo ráng niệm Phật, chúng ta đừng có nghĩ chuyện minh mẫn, mà mỗi đồng đạo chúng ta nên niệm Phật. Bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật, khi mà chúng ta niệm ghi nhớ trong dạ trong lòng của mình, lúc bây giờ chúng ta an lắm đồng đạo. Nhiều khi ngồi đây mà nhớ cháu nội nha, mà đồng đạo Nam Mô A Di Đà Phật là cháu nội nó biến mất tiêu rồi, mà Nam Mô A Di Đà Phật hiện hữu, mà nếu đồng đạo không niệm Phật là chúng ta nhớ cháu nội, hay hoặc giờ ổng đã ra đi lâu rồi. Tôi nhớ cách đây cũng vài tháng có đồng đạo gặp tôi, thì vì này nói chú Tâm ơi, thật sự tôi giỏi thiệt, ổng mất năm nay có năm sáu năm mà lúc nào tôi không nhớ ổng hết, thầy con nói câu như luôn cái lúc nào tôi cô ơi, giờ chỉ cách là cô gái niệm Phật thôi, chỉ niệm Phật phải thật sự ổng hiền giống chú Tâm hồi đó, tôi mẹ con nó hiền lắm, chứ nó hiền chừng nào đó mà giờ tôi có khổ chừng đó, nó khổ ở đời đứa cái nó khổ đó. Nếu mà ông chồng hung dữ quá phải không, thì mình giá cho ông mau chết hết cho rồi, mà nếu ông chồng mà hiền của ông chết thì đúng bây giờ xin lỗi cái gì, thật sự không phải mình phải đâu, nhưng mà ý cho nó ý chứ không phải đồng đạo, chứ là ác nó được đó. Còn nếu ông chồng mà hiền của ông lỡ đi rồi tiếc hoài hả, thì cái tiếc đó cũng là cái nguy hiểm đó, cũng gọi là minh mẫn. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta mà có niệm Phật rồi đó, chúng ta không còn nhớ chuyện quá khứ, cũng không nghĩ đến chuyện vị lai, mà chúng ta đang sống trong hiện tại. Hiện tại ta biết ta là người đang niệm Phật, hiện tại ta biết ta là người đang sống tỉnh thức, hiện tại ta ngồi đây là ta biết ta đang nghe Phan Chí Tâm nói chuyện, ta đang biết ta ngồi để ban trị sự phường Châu Phú B, chứ không phải ở ngoài đồng, không phải ở trong nhà, cũng không phải ở nhà anh xui chị xui của ta, mình phải sống trong tỉnh thức đồng đạo. Cho nên chúng ta ở đây là mình biết mình đang niệm Phật, mình nhìn cái hơi thở của mình. Có lần làm đạo mà có khi nào nhìn hơi thở mình không, làm đạo nhìn lại mắt nhìn bên ngoài, nhưng mà mình đang giờ nó thở mà, thì chúng ta thở nhẹ nhẹ, chúng ta lòng Nam Mô A Di Đà Phật trong cái hơi thở nhẹ nhẹ của ta đó, thì quý vị thiện gì đó thì thấy rất an lạc. Mà thường tôi thường làm gì đó không ạ, có những lúc là tôi không nói chuyện, nhất là giấc chiều á, sau mười bốn đó thì thường tôi làm cái bóng tôi chưa mà rồi cái gặp bóng mà nó phải chống cái tiểu nha, tiếp xúc như bên ngoài nằm đưa nó, nhưng mà thật sự là do đang là cảnh, nhưng mà tâm nó là tâm, cảnh là cảnh, không để tâm xuống cảnh. Vì vậy nếu như cái nằm trên giọng đưa mà mình để hơi thở mình thở nhẹ nhẹ mình niệm Phật lai thấy hạnh phúc lắm, an lạc lắm, thì những khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà dạ chúng ta không nghĩ những minh mong. Hoặc giả là đồng đạo chúng ta nhớ câu giảng thầy, hội trường này rất là nhiều vị học thuộc giảng thầy nè, có những vị thuộc giảng không thôi nữa, tôi đọc trật mà biết liền đó, thấy không? Vì vậy cho nên chúng ta có những lúc mình sống trong an lạc lắm, cho nên đây mình cũng nói thêm để chúng ta đưa ra cái phương pháp hành đạo. Và đồng thời ngoài cái việc các thầy dạy dạ đừng cái biểu diễn minh mẫn, thì bên cạnh đó các thầy còn có biết thêm là để tâm yên tĩnh,
tầm chân lý. Như vậy thì thầy dạy là để tâm yên tĩnh. Vậy thì ngoài cái việc không nghĩ chuyện mênh mông để chúng ta niệm Phật, thì ở đây thầy dạy tôi cái dỗ là phải để tâm yên tĩnh. Như vậy thì cái tỉnh này tỉnh giống ngã là nào? Chữ tỉnh này là trái với động, mà nếu chữ tỉnh giáo hội là khác. Biết bao giờ gái trai tỉnh thức, trẻ cùng già đồng hiểu Phật giá, thì đó là tỉnh giáo hội. Một giấc mơ màng một cách say đó, tỉnh hồn đó, thì chữ tỉnh này là tỉnh giáo hội. Tỉnh giáo hội là trái với thức. Còn chữ tỉnh trong cái bài cho cô cái giỏ này thì đức thầy dạy là tỉnh giáo ngã. Cho nên giáo ngã nó khác, giáo hội nó khác. Thiên Chúa Nguyễn Sư từ nét giáo ở chỗ này đồng đạo. Ở đây đồng đạo là đồng đạo, nhất là các vị thầy giáo, cô giáo làm rồi. Về văn phạm Việt Nam chúng ta, câu nào chữ đó, dấu nào nghĩa đó, chúng ta không có thể nào mà chúng ta hiểu một cách phải nói gọn là chung chung được. Về vậy nên chữ tỉnh giáo ngã là tỉnh lặng đó. Tỉnh này là trái với động, cho nên tỉnh này là yên tĩnh, tỉnh này là thanh tịnh, tỉnh này là tỉnh lặng đồng đạo. Vì vậy cho nên để tâm yên tĩnh là tâm mình đừng có động. Yên tĩnh là đừng có động. Mà nếu tâm mình động là tự như là nó dậy sóng mà tập. Vì vậy cho nên để tâm yên tĩnh đây là phát thiện. Phát thiện và đức thầy dạy chúng ta. Như vậy thì làm sao để tâm chúng ta không động? Một là chúng ta niệm Phật hồi nãy. Như tôi vừa kể hồi nãy, chúng ta nhìn cái hơi thở của mình, nghe hơi thở mình là chúng ta niệm Phật. Thì những cái bản chất mà mình vừa nói hồi nãy thì đó là mình đã đạt được một phần ở tỉnh đó. Mà quý vị là đã thực hiện thì chúng ta sẽ cảm nhận điều đó. Và đồng thời để tâm yên tĩnh có nghĩa là mình phải giữ làm sao mà cho cái tâm mình nó đừng có dậy sóng. Muốn không cho tâm dậy sóng thì giờ này chúng ta phải tắt hai cái bờ đê lại. Bởi vì tâm chúng ta nó giống như là một cái biển hồ, cũng giống như một cái đại dương. Lúc nào cũng dậy sóng mà đạo, lúc nào gió đồng nó cũng thổi. Khi thì gió nhẹ, nó thổi nhẹ. Khi gió mạnh, thì nó thổi mạnh. Bữa nay bị bão rồi, gió cấp 7, cấp 8. Bởi vì mình với bả là phải nói rõ, bây giờ nó lớn chuyện cái gọi là đang không nhịn nữa, làm tới luôn á. Bão rồi, bão lớn rồi đâu. Vì vậy cho nên muốn tâm yên tĩnh thì chỉ cách là chúng ta ngăn lại hai đầu. Mà ngăn hai đạo đây có nghĩa là chúng ta phải giữ gìn cái luật. Hôm nay muốn được tâm yên tĩnh thì chúng ta phải giữ gìn cái luật đồng đạo. Như vậy thì có giữ được cái luật thì đồng đạo chúng ta mới tâm yên tĩnh được. Và đồng thời bên cạnh giữ cái luật thì chúng ta phải cố gắng học và thầy. Cho nên các thầy mới dạy là thử yên lặng để nghe nó gái. Gái ít nhiều rõ nát thiên cơ. Như vậy thì tại sao thầy dạy chúng ta yên lặng để trong ve nó gái? Có dính dáng gì có đạo đâu. Nhưng mà cái tiếng ve trong lời đức thầy đó, ve là đạo. Bởi vì đức thầy hai đạo vào mùa hè, vào cái mùa mà con ve nó gái đồng đạo. Cho nên cái tiếng ve, chữ ve trong lời đức thầy đó, ngoài cái mình ve ở miếu ra thì nếu nói tiếng ve gái là chỉ cho đạo, chỉ cho đức thầy hai đạo. Cho nên đức thầy dạy là thử im lặng để ve nó gái, ghét nhiều nó gái thiên cơ. Thì đức thầy muốn cho tôi và quý vị chúng ta sống trong tĩnh lặng. Bởi vì mình sống trong tĩnh lặng, mình giữ gìn cái luật thì chúng ta mới hiểu được lời đức thầy đồng đạo. Còn nếu như giờ này mà chúng ta sống trong cái cõi động, sống trong cái vùng hồn hoa đó hội này thì chúng ta hiểu được sâu đồng đạo. Cho nên mình đưa ra ví dụ, nhiều khi mỗi đồng đạo chúng ta cũng là một câu giảng thầy đó, mà lúc đồng đạo trong một cái khoảng thời gian yên lặng đó mà đồng đạo suy gẫm thì tự nhiên nảy ra ý hay. Ý hay đó thì có thể chúng ta tạm hiểu được một phần nào đó. Còn lúc mà chúng ta không suy nghĩ, ồn ào xe ngựa, rồi chúng ta nghĩ danh nghĩ lợi, lúc bây giờ chúng ta chỉ hiểu là phải ở một góc độ cạn, ở một cái nghĩa đen thôi. Cho nên bởi bản thân của mình thường mà sống bằng tư duy luôn học giảng thầy suy nghĩ cũng vậy đồng đạo. Có nhiều người lại thằng nào tại sao tự nhiên ở trong lòng của mình có đâu nó hoài, họ không hết công việc. Bởi vì mình học bằng cái tâm, học bằng tư duy. Cho nên học bằng tư duy nó không hết đồng đạo à. Vì vậy cho nên nếu nói về mà trình bày là đức thầy thì mình lý luận rất là giỏi về phương diện lý luận. Bởi vì mình học bằng cái tâm, lý luận bằng cái tâm, cái mình nói là mình hiểu, chứ không phải là cái nói bằng văn bản. Nói văn bản nó khác, còn nói bằng cái hiểu thì chính thức đồng đạo đó là hoàn toàn khác. Vì vậy cho nên hôm nay trở lại vấn đề này, đồng đạo chúng ta thực hiện là đức thầy
để cái tâm mình nó yên tĩnh. Thì bên cạnh ngoài cái việc chúng ta giữ giới luật, chúng ta ngăn chặn hai cái bờ rơi lại, đừng cho nó bị xong. Thì đồng thời đồng đạo chúng ta học lời giảng thầy, hôm nay có giảng thầy để giúp cho cái tâm chúng ta được tâm bình thức tịnh, trí huệ phát khai và đạo. Cho nên Đức Thầy bây giờ là để tâm yên tĩnh tầm chân lý. Như vậy thì chân lý là lẽ thật bằng đạo. Giống như Đức Thầy dạy rất rõ, đạo lý từ đây nhiều chỗ phải lọc người trong biển mà nhờ. Cho nên chân lý lẽ thật, chân lý là chỉ cho một con người đã hiểu thấu được giáo lý Đức Thầy, hiểu thấu được cái con đường tu hành, hiểu thấu được cái triết lý mà nhà Phật, mà đại đức Thầy ba lời sáng tạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy là coi rồi phải nhận cái hiểu lý, câu quyền sau của kẻ thù này, bởi chữ thù của Phật của Thầy sẽ chẳng phải của mình. Cái đó là đạo. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải tầm chân lý. Như vậy thì tầm chân lý là chúng ta hiểu được cái đạo, đó là tầm chân lý và đạo. Cho nên để tâm yên tĩnh tầm chân lý thì hai cái này không thể tập rồi. Tâm yên tĩnh mà tầm chân lý, mà tâm mà động thì chúng ta không tầm chân lý và đạo. Vì vậy nên khi mà trở về cái trạng thái thiền đó, một cái trạng thái mà chúng ta sống bằng tư duy đó, một cái trạng thái mà tâm chúng ta không động đó, mà gọi là tâm bất động giữa dòng đời vạn biến của một vị thiền sư đó, trong cái bài thi là thi chữ sống không động. Vì vậy cho nên hôm nay mới đạt được vấn đề này, thì đồng đạo chúng ta cố gắng mượn cái luật nha, cần nhất ở chỗ giữ được hàng ngày. Chúng ta vừa giữ được, chúng ta vừa học lời giảng thầy, chúng ta vừa tham tu. Mình phải tham tu anh em đồng đạo để chúng ta hiểu đồng đạo. Muốn tầm chân lý một mình chúng ta khó giữ, mình đâu phải như các vị tổ đâu. Bởi vì các vị tổ mà khi mà sinh ra mà gặp Phật cũng như gặp các vị tổ Phật thầy đó, thì các vị này đã tu nhiều đời nhiều kiếp, hoặc giả là các vị A-la-hán xuống trần đó, người ta xuống để ta làm cái nhiệm vụ thôi. Cho nên các vị này chúng ta không bị được không đâu. Còn trong khi đó thôi, bảo vệ thường lại dưới lên nhiều hơn, ở trên xuống ít lắm. Bởi vì chúng ta sinh ra gặp khổ mình biết rồi, nhìn mình biết mình là trên xuống dưới lên đồng đạo. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, để mỗi đồng đạo chúng ta phải nhờ tiếp xúc nhiều người, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta có tầm chân lý. Cho nên chân lý đây được Đức Thầy rút gọn lại trong sám giả thi văn của Ngài. Mà ngày giờ này nếu đồng đạo chúng ta không có nghe thuyết giảng, không có trao đổi với những người thì cũng kiến thức, mà đồng đạo chúng ta muốn tầm chân lý rất khó. Tôi nói đại để bốn câu giảng này thôi, nhiều khi chúng ta cùng lòng mấy chục năm cùng lòng, nhưng mà cùng lòng chỉ có hiểu gì đâu đồng đạo. Mình hiểu một cách vô hình chung thôi, chứ đâu có hiểu từng câu từng chữ từng ngữ từng nghĩa như chúng ta bàn bây giờ. Bản thân của mình thì nhờ may mắn là có học đó, nhờ có học để làm nhiệm vụ cho bậc sắc và chắc ra tôi như quý vị thôi. Quý vị mà học như tôi bị rõ tôi nữa đó, nhưng tại vì không học, quý vị không có điều kiện. Còn tôi thì có điều kiện, tôi được đi học nghiên cứu kinh sách mới được như bây giờ mới đồng đạo, phải không? Cho nên hôm nay muốn tầm chân lý thì chúng ta phải hiểu được chân lý á, thì về cái phương diện tích cực đó chúng ta tu mới chắc đồng đạo ạ. Cái chân lý mà chúng ta tu là sanh lão bệnh tử, cái chân lý chúng ta tu là chúng ta hiểu nhân quả, như vậy là chân lý. Còn giờ này chúng ta tu mà thời cuộc tiến cơ là coi như là phi chân lý. Đồng đạo còn nhớ ngày 14 tháng 10 này không? Cho nên tôi nhớ mấy cái trang kết thúc cũng khéo nè. Trước ngày 4 tháng 10 để cái tựa đề ghê lắm, nhưng bữa nay cũng rút hết rồi, không sửa được khác. Có chỗ thì để niệm Phật, gắn tu bà con hơn, bởi vì nó sai rồi. Dự ngôn là ngày, là dự đoán ngày 14 tháng 10 ngày khác. Tức là dựa vào cái bài 14 tháng 10 lại thuyết căn đó. Cái bài thầy viết ngày 4 tháng 10 trong kinh thành nó đây giờ 6 bộ rồi, phải không? Cho nên dựa vào bài đó mà lại nói là năm nay tới những cái tin đình đám ở trên mạng trước ngày 14, đồng đạo thấy không? Mở trên mạng ra, kể như là chỉ cần chúng ta search ngày 4 tháng 10 thôi, đồng đạo thấy đủ thứ chuyện trên rất là nhiều trang cái tức đưa lên mà qua ngày 14 rồi đó thì mọi việc đâu có gì đâu. Một số anh em sửa tổ là bởi để sao được mà nói mất uy tín, nhưng mà không được, chúng ta đừng làm như vậy. Cho nên giờ này đồng đạo hiểu đó là không có đúng chân lý đó. Chân lý Đức Thầy dạy chúng ta là những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đạt lên cuộc đời của người này đến người khác, đến người khác nữa, thì là tất cả nhân loại không sót một ai. Cho nên cái chân lý đạo như Đức Thầy Đức Phật ngày xưa đi dạo bốn cửa thành đó,
gặp người già, người bệnh, người chết, gặp vào nhà tu. Cho nên thầy mới dạy là khuyên chúng sanh khuya sớm tu hành, tìm nguồn tội diệt từ thức khổ, bệnh mới tử từ kiếp chiếc cổ, sanh mới già, hai chữ hoài bài. Đức Thích Ca sợ là nhiễm thức khổ nên ngài thành đạo. Kính thưa đồng học, thì đó là chân lý. Chân lý giờ này đang hiện hữu trước mặt quý vị nè, đang hiện hữu trước mặt tôi và đồng học, phải không? Mình già rồi đồng học ạ. Tôi nhớ mới hôm về đây, hôm là tháng Nhiên rồi, mà giờ này 10 tháng đó. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 10, tháng 4, tháng 5, tháng 2, tháng 2. 10 tháng rồi đó. Cho nên chúng ta có thời gian trong rất là nhanh. Hồi đó thì đầu đâu có bạc đâu, răng đâu có rụng đâu, mắt sáng lắm, mà giờ này phải băng sâu đó. Mà không có băng sâu thấy được. Nhìn xa thấy rất là được rõ. Nhưng mà nhìn gần thấy là nhìn mà cứ dần dần thấy cái đồng hồ. Mà nếu nhờ cái kia với cái ấy nó khác nhau thì thấy, mà nếu mà nó trùng trùng nhìn thấy. Thì đó là thực tế là giờ mình đã già rồi. Rồi bệnh nữa, để ma bệnh theo hờ bén ngót nữa. Bệnh xong rồi thần chết kia ôm hót bên mình. Bệnh xong rồi chết, có ai không chết đâu đồng đạo. Không có được, chân lý là như vậy đó. Cho nên hôm nay tôi tu để làm chi? Tôi tu để tôi chết, phải không? Mình nhớ kể tu để chết. Nhưng mà cái người tu để chết khác với cái người không tu được chết. Mình nói hôm nay không? Cái người không tu á để chết, còn mình tu là được chết. Bởi mình mong cầu, mình không sợ chết nữa. Cho nên nó cái người mà có tu mà chết á, thầy nó khỏe hơn cái người không tu mà chết. Khỏe là khỏe cái hậu. Bởi vì chân lý cho chúng ta biết rằng mình còn có kiếp sau. Mình còn có kiếp sau đồng đạo. Cho nên chân lý cho chúng ta biết ở luật nhân quả đó. Mà nếu bây giờ này chúng ta không làm hiền, không lo tu hành đó, thì khi chúng ta chết rồi chúng ta khổ lắm. Mình sẽ bị đỏ đài đồng đạo. Thì đó là chân lý đó. Cho nên hiểu được điều này thì lúc bây giờ mỗi đồng đạo chúng ta đã, rồi đây chúng ta sẽ chết thôi. Mỗi phiên thuyết giảng như vậy thì thấy không? Chỉ cần vài năm thì chúng ta điểm điểm chúng ta là mất nhiều rồi nào. Cho nên tôi nhớ hôm qua ở tại buổi sáng ở tại xã Hòa Bình đó, thì ở đó tổ chức một năm như vậy đó là ba cái ngày rằm lớn. Bà con cũng quý mình, cũng muốn mình rằm Thanh Nguyên, Thanh Nguyên tới bời nữa. Mà mình nói rằm Thanh Nguyên có ba mời rồi. Ông nói là rằm tháng 7, có tháng 7 người ta cũng thời rồi. Nói về rằm tháng 10, trời có 10 rồi. Thì ông nói một câu cái thơ nó chèn thôi. Tới một năm mới về hả? Cha, chắc lần sau ở đây chắc hậu trường này đi bớt nữa quá. Thương là lắm, mà thật sự là vậy. Bởi vì người già rất là nhiều. Quý vị ngồi phía trước tôi hôm qua là lớn tuổi nhiều lắm. Cho nên ông nói là qua năm mà chỉ tâm trở lại là hao nhiều lắm, hao mỡ. Thực tế là như vậy. Mình phải nhận định như vậy. Hôm nay mình còn sống, mình còn ngồi đây nghe thuyết giảng, mình còn niệm Phật, mình còn làm từ thiện, mình còn ăn chay, còn cúng lại là mình vui được lắm. Mà giờ này mà chúng ta mà còn mà suy nghĩ đó, phan hạ tu, phan hạ cúng, mình còn trẻ mà, ráng ráng vài năm nữa đi, lớn lớn chúng ta tu, phan ăn chay, từ từ đi, mình còn làm ăn mà, vài năm nữa ăn chay. Thì nếu mà chúng ta tính như vậy là coi như là sống đồng đạo, không có đủ. Lữ khái tự thần nó có chờ mình đâu đồng đạo. Ngày đến tới tuyên đơn kết ngựa, năm về về mãi chẳng ngừng nghe. Tuổi già không nếu đau sầu cảm, tóc bạc mình ve lóng ruộng ràng, răng ra lóng ruộng ràng đồng đạo. Đâu có chờ mình đâu đồng đạo. Cho nên hôm nay biết đạo rồi, tầm chân lý là mỗi đồng đạo chúng ta phải giác ngộ liền, phải tu liền. Một con người mà tầm đúng chân lý rồi thì người này tu đó, cái hoàn cảnh thuận tu cũng tốt, mà cái hoàn cảnh nghịch tu cũng tốt, không có kẹt. Còn cái người mà không rõ chân lý rồi thì cảnh thuận người tu tốt lắm, mà cái cảnh nghịch nghịch á muốn nghỉ tu thôi. Ai thử coi tu ngon lành, ai mà chơi một câu muốn nghỉ tu bỏ đạo. Nó lạ đó, có lẽ người ta chê mình phải tu cái chỗ đó. Đằng này người ta mà chê mình một cái là mình muốn bỏ đạo luôn. Vậy là mình đâu hiểu chân lý đâu đó. Chân lý gì kỳ á. Rồi giờ này cái người mà tu về chân lý đó thì cái người đó có chấp. Ăn chay trường cũng được, ăn chay kỳ cũng được. Cái quan trọng là tâm chay mới là cái quan trọng. Cho nên mà chúng ta nói chuyện với người chân lý, chúng ta nói chuyện dễ hiểu lắm, mình có thiện cảm lắm. Còn mà cái người mà không hiểu chân lý đó họ chấp. Chị ăn chay trường không chay kỳ chị. Con chay kỳ là cái người này bắt đầu chế cả rồi. Thì nó là mình không hiểu chân lý, vậy chân lý không phải là ăn chay trường. Mà ăn chay trường là phương tiện,
Chân lý là mỗi đồng đạo chúng ta phải trở về cái tấm chay, cái tấm chay. Chân lý là như vậy, cho nên đồng đạo. Như vậy thì một người mà hiểu được chân lý rồi đó, thì gần như cái người này tôi không có lạ, tôi không có sai. Người này tôi xuống kiếp đồng đạo à. Thường thường đồng đạo chúng ta mà có những cái trường hợp đang xen, cái trường hợp mà thầy dạy đó, ít ai giữ đặng ký bền, tôi đang rất lớn đồng bàn hạt trôi đó, thì cái trường hợp này là không nhận chân lý. Mà vì vậy thầy mới dạy là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao nó phải tu hành. Thì nãy giờ mình bàn cái lý Phật giáo, cái lý mà cái lý trong Phật giáo đó, cái lý sanh lão bệnh tử nè, cái lý lực nhân quả nè, cái lý là có kiến sâu nè, cái lý là chúng ta đang ở trong cái buổi chiều hạ thôi hả. Tính đồng bào, cái lý là chúng ta đang ở cái kiếp chót, cái lý là chúng ta đang ở trong một cái buổi gọi là chiến đò cuối cùng để lão đạo đời tất trở lại. Thì đó là cái lý đó, mà mình phải nhận định cái chân lý đó. Cho nên các thầy mới dạy cho cô ký là để tâm yên tĩnh tầm chân lý. Nếu mà tâm không yên tĩnh tầm chân lý, tầm chân lý để làm chi? Khổ tố nhân sanh khắp đại đồng. Như vậy thì khổ tố, khổ là khổ độ, khổ là khổ quá, tố là tố độ. Như vậy thì khổ tố có nghĩa là phải tìm cách để tố độ nhân sanh. Nó cũng giống như tránh tư duy mà Đức Thầy dạy. Đối với nhân sanh, phải đặt tư tưởng mình vào trong công cuộc cố vớt quần sanh thoát dòng tầm lúc quan nghiệp. Như vậy thì đây là một cái nhiệm vụ chung, đâu phải nhiệm vụ riêng đâu cả. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta trong cái phần cuối cùng của Ân Tam Bảo rồi, Thầy dạy là nên bổn phận chúng ta là tất cả tôi hỏi nguyện, đúng không? Nên bổn phận chúng ta là những người tu theo đạo Phật, nên bổn phận chúng ta là tín đồ của Đức Thầy, bổn đạo Đức Thầy. Đức Thầy mới dùng là nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cái trí tuệ minh mẫn đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ sơ cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng có tinh thần từ bi bác ái, được giao đại Phật đời đời trong ba tấm, như thế chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau này. Kính thưa Đức Phật, như vậy thì án văn này, cái mà tôi sợ nhất là cái chỗ đắc tội với kẻ đời sau này. Cho nên hôm nay nếu mà mình không phổ cốt thì coi chừng mai mốt đó mình đắc tội với con cháu của mình. Tại vì ông bà của nó không có chịu học, ông bà của nó không chịu nghiên cứu, cho nên không học không nghiên cứu. Một mặt là tôi không đắc, mặt khác không học không nghiên cứu biết đâu mà nói. Bao là đạo đơn giản thôi. Cho nên nhiều khi mình dạy con dạy cháu mình, mình muốn cho con cháu mình tu, mà giờ này đồng đạo không biết, quý vị nói cái gì nữa, mình bị phạt hả đó. Ít ra mình cứ nói cho nó tu, thì bản thân mình phải là người tu, bản thân mình phải là người biết, thì mình nói nó thẩm thấu, nó lọt lỗ tai nó nghe nó mới tu được đó. Thì đó là mình nói cái điều đơn giản nhất thôi. Cho nên đồng đạo ráng nha, ngoài cái việc chúng ta tự độ thì chúng ta còn độ thật. Bởi vì đạo của mình là Bồ Tát hạnh. Cái câu trên mà thầy dạy đó, để tâm yên tĩnh tầm chân lý, câu này là tự độ. Cái câu này giống như là giữ đặng trọn lành trọn sám về nơi cõi Tây Phương an dưỡng nộp đạo cho hoàn toàn. Nhưng mà cái câu sau này là trở lại cố bất xuất sanh, đó là khổ cố nhân sanh cấp đại độc. Cho nên đạo chúng ta là Bồ Tát hạnh, đạo chúng ta vừa tự độ thì đạo chúng ta còn hộ tha. Chính thôi là đạo. Cho nên Đức Thầy mới căn dặn cô ký, cái nhiệm vụ của cô còn khổ cứu nhân sanh, tức là còn khổ pháp để cứu độ. Nhân sanh là những con người đang sanh sống trong cõi đời này, nhân sanh khác chúng sanh. Đức Thầy khổ cứu chúng sanh, khổ cứu chúng sanh qua để khổ là đạo. Còn Đức Thầy dạy cô ký và dạy chúng ta là nhân sanh, có nghĩa là nhân sanh nó chỉ là một phần nhỏ của chúng sanh thôi. Mình yếu, mình thấp, đâu đủ công đức đầu cứu chúng sanh. Mình hết hạ thì đều mình độ nhân sanh thôi, là độ những người xung quanh mình là đạo. Cho nên câu chữ chữ nghĩa mà khi chúng ta tìm hiểu thầy sao là sao như vậy. Vì vậy cho nên Đức Thầy dạy đây là khổ cứu nhân sanh. Qua cái từ khổ cứu nhân sanh ở đây
thì có thể chúng ta hiểu qua hai cái này. Thứ nhất là Đức Thầy muốn cho con cái lỗi biết rằng sau này Đức Thầy sẽ xa cách một thời gian, cho nên cái sự nghiệp mà truyền pháp, cái sự nghiệp mà truyền đạo thì Thầy sẽ giao lại cho tín đồ của Thầy. Trong đó có quy lỗi, trong đó có tất cả là đạo chúng ta như vậy. Cho nên cái Thầy mới dạy là nên cố gắng trao thông dịch đạo. Trao thông dịch đạo là những câu giảng trước mình bàn nãy giờ rồi đó. Từ ở chỗ Ngài đã tu tâm lắm người hoàng gia đình suy nghĩ chuyện minh mông để tâm yên tĩnh tập sinh lý, thì đó là nên cố gắng trao thông dịch đạo và hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, là cái câu này nè, phổ cố nhân sanh nè, và hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thì chúng ta đã hiểu ở đây là chúng ta mới hoàn toàn, mới hoàn toàn. Cho nên quý vị biết rằng với một cái tâm ý của Thầy, thì Đức Thầy muốn cho cả cái thế giới này, cả cái quả địa cầu này, ai cũng biết đạo của Sơn Thầm Học, ai cũng đạo của Sơn. Cho nên Đức Thầy mới ước à, ước mơ cho được đại đồng tràn trời khắp cả lạc hồng thẩm thôi. Ước mơ thế giới lên hoàn hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Một mặt Đức Thầy ước, mặt khác Đức Thầy viết cái bài văn nguyện để cho hàng ngày tín đồ của Thầy, đồng đạo chúng ta, bổn đạo của Thầy nguyện hàng đêm: Nam mô tứ nguyện cầu bát tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Thì Đức Thầy muốn đạo Đức Thầy ban rải khắp cả nơi nơi, nhưng ngặt một nỗi thì do cái nghiệp định nghiệp, do điều kiện khách quan, cho nên Thầy phải vắng mặt ở đây để cho Thầy đi dạo tá bà đặng dạy kẻ đàng xa chưa đỏ. Vì vậy nên Thầy mới giao cái nhiệm vụ lại cho tất cả đồng đạo chúng ta. Cho nên mình xem lại ở đoạn giảng mà tôi vừa nhắc cho quý thiện, rồi một đoạn giảng trong cuối cùng ông ta bảo thì chúng ta thấy nhiệm vụ mình rất là cao quý, mình không thể nào bỏ lãng được đồng đạo. Cho nên tôi cái giỏi sống đến 96 tuổi mà như nói hồi nãy, tôi rất là tiếc nào đó không có quay phim chụp hình cho thật sự là theo mình hiểu đó. Cô ký gần Thầy như vậy, tôi biết không, nó là đọc rất là thông, mọi người rất là giỏi á, nhưng rất tiếc là mình không có hiểu được lúc đó. Mình tiếc phải mình có được học thông, lỡ mình biết được mà đó sao không đồng đạo ha, để mình chứng minh cho sát cái chỗ này. Nhưng chúng ta hiểu, dầu là thực tế thì không có rõ như bác ngàn, nhưng mà chúng ta cũng hiểu phần nào đó. Rồi đồng thời cái thứ hai nữa, ý thứ hai nữa là phổ cứu nhân sanh ở đây, là sau này đó, đến cái thời kỳ mà minh vương xuất thế ngang dân lành, đến thời kỳ mà Chúa vững ngai vàng sải mới yên đó, đến thời kỳ mà trên có Phật trời soi việt giới, dưới đầy cơm áo lão người ngon, thì đến thời kỳ Đức Thầy chúng ta trở lại, khi Đức Thầy trở lại thì lúc bây giờ thế giới này chỉ có một thôi. Ngày nào mà Phật tiên tọa vị, ấy thời nay bình trị muôn dân khắp các nơi chư quốc xưng thần trong bốn biển chúng dân đặc nghiệp, thì lúc bây giờ là bốn biển một nhà, cha Phật thắng thì là dân sự hết tàn nát. Giờ này thì dân sự còn tàn nát, nhưng mà đến cái ngày cuối cùng, cái ngày mà bốn biển một nhà, năm châu bốn biển thì có một cha Phật thánh, lúc bây giờ Đức Thầy chúng ta một tay, phải nói rõ là Đức Thầy chúng ta rất rõ, một tay táo quất là an ban nước nhà vững đặt hướng đàn hiển binh mà Thầy giải kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy sau cùng này, thì Đức Thầy chúng ta là cái người làm chủ. Cho nên trong khi đó cái việc mà định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, thì cái đó chúng ta phải tiếp với Thầy mình. Cho nên Thầy mới dạy là long qua hội ông cần lo lập cho rồi tâm Phật được nhân mình ạ. Đó đó chúng ta sẽ tiếp Thầy mình, để mình được lệnh của Thầy, để mình phổ cố nhân sanh khắp đại đồng. Cho nên lúc bây giờ Đức Thầy cũng phân công, sẽ phân công với chúng ta, người nào mà đầy đủ tốt chiên hiểu là Đức Thầy thì đến đó, thì Đức Thầy sẽ phân công. Giờ này thế giới loài người thì đồng đầy là bảo cái pháp luật là đang chủ thể, nhưng mà sau này Phật pháp làm chủ thể, sau này không có pháp luật mà lúc bây giờ sống bằng Phật pháp. Trên là ông Phật, dưới ông Phật cũng là Bồ Tát,
cũng là tinh văn, cũng là duyên giác, được Đức Thầy phân công để truyền đạo khắp nơi, trong nước và ngoài nước. Và lúc bây giờ chỉ có một đồng đạo à, cho nên phải hiểu cái này mới được. Chúng ta nói ha, giờ này mà đồng đạo mà thuộc giảng nhiều và thông đi, mai mốt Thầy về Thầy phân công cho vị trí nói đạo cho ta nghe. Thật sự đây tôi nói một câu nôm na mà đó, như tôi đó nghe, mà nếu tôi giữ được cái trang nghiêm trọn vẹn đây đến ngày tôi nhắm mắt đó, là tôi đảm bảo là đạo sẽ tôi làm được đó. Mà phải cho nó giữ cho trọn nghe. Mà nếu giờ này nói mà không làm đó, tôi mà còn muốn buông đó, mà còn mà phản với được đó, thì mai mốt đi xuống còn xa hơn quý vị nữa. Mà mình nó đi nó lại làm đạo. Cho nên là chúng ta bán nha. Nếu bây giờ chúng ta có học, học giờ này thì mai mốt chúng ta đỡ học. Mà khái niệm mình cũng nói hoài mà. Nếu giờ này chúng ta đã học, đã nghiên cứu, thì sau này sẽ rút ngắn cái thời gian để chúng ta đỡ hơn. Còn giờ này thứ A như B mình không biết nữa, tu hành giả thầy không biết, mà lỡ mai kia mốt họ chúng ta có một chút duyên để được về gặp thầy, thì lúc bây giờ chúng ta học là mẫu giáo đó, học lại tự đậu. Cho nên giờ này Đức Thầy mới dạy lúc rảnh thiệt đến thường thường có kể giảng. Cho nên giờ này Đức Thầy mới dạy chúng ta là khái chiến tâm một bằng chứng sám, là như thế đó đồng đạo. Cho nên đó là chúng tôi nói hai cái ý trong cái từ là phổ tứ niệm Phật. Hiện tại chúng ta đã làm rồi, và tương lai chúng ta càng làm tích cực hơn nữa. Và Đức Thầy dùng từ khắp đại đồng, đại đồng phương đạo vô ngân. Mà Đức Thầy giải cái đó đồng đạo, hay gọi là ta bà thế giới sắc không một màu. Cái đó đồng đạo như vậy thì đại đồng là chỉ cho tất cả, chứ đại là lớn, chứ đồng là cùng khắp, đại đồng là cùng khắp. Cho nên hôm nay mình đã làm được rồi. Tôi nói ví dụ như giờ này mình thuyết giảng ở đây, mình đang phổ quá nhân sanh là phổ tướng nhân sanh, thì hội trường này giờ này chúng ta giờ đi lại có 200 à, nhưng mà không dừng ở 200, mà ở đây có đồng đạo công ghi hình lại và chúng tôi ghi hình lại, thì cái bài nói chuyện này mai kia muốn đoạn đưa lên mạng thì cả thế giới người ta xem, cả thế giới người ta xem khắp đại đồng rồi. Dầu là nó không hết, không đạt cho khắp đại đồng, nhưng một phần nào đó những cái thông tin này, rồi đồng bào chúng ta hải ngoại, đồng bào chúng ta ở trong nước ngoài nước cũng để biết được rằng ngày hôm nay Phan Chí Tâm thuyết giảng tại đây không đạo, để nghe lại những cái khái niệm, những lời nói mà tôi chia sẻ đồng đạo ở đây, cũng như chia sẻ đồng đạo trên mạng, thì đó là chúng ta đã góp phần khổ quá nhân dân khắp đại đồng rồi. Đại đồng rộng lớn đồng đạo thì nó không hết, thì đó là cái nhiệm vụ sau cùng mà Đức Thầy trao truyền cho tôi cái giỏi. Và đó là cái nhiệm vụ sau cùng mà Đức Thầy trao truyền lại cho tất cả chúng ta. Như vậy thì trở lại có bốn câu giảng này, rài đã tư thân lắm vụ học, và đừng suy nghĩ chuyện minh mong, để tâm yên tĩnh tầm chân lý, phổ tố nhân sanh khắp đại đồng. Vậy thì qua bốn câu giảng này là một pháp tu. Trong pháp tu này gồm là học, hành và thiền. Vì vậy chúng ta nếu có đầu tiên chúng ta phải học đạo à, chúng ta phải là người biết đạo là đạo à. Biết đạo thì thời mau tránh khổ, chứ đừng thiên phố những tà văn. Vì vậy nên mình biết đạo có được một cái nền tảng, thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề ở trước mắt và giải quyết được vấn đề ở tương lai. Cho nên hôm nay mình phải nhận cho đúng, mình phải biết đạo, mình phải là cái người tầm chân lý, thì chúng ta mới đạt được kết quả. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Dầu rằng Đức Thầy dạy tu thân đầu tiên, nhưng mà giờ này chúng ta không học Phật thì chúng ta cũng không biết đường tu thân. Cho nên vì văn chương, cho nên Đức Thầy dùng văn chương, Đức Thầy có đạo nữ như vậy. Nhưng mà thật chắc là yếu tố quan trọng bốn câu giảng này là chúng ta học chưa học đọc. Học xong rồi chúng ta mới làm theo. Cách làm theo này chúng ta đi tuần tự từ những cái việc tu thân, hay còn gọi là tu nhân. Hai khái niệm này dầu có khác nhau văn phạm, nhưng mà đi sâu vào nghĩa lý thì không khác. Cho nên hôm nay học xong rồi thì chúng ta